Vâng, chào các bác nha. Em mới về một con quạt không cánh Dyson của Nhật. Điện là 100-110 nha các bác. Con này thì nó là cái bán cái đường kính mà để mà tỏm không khí á, thì nó tới 40 luôn nha. Rất là rộng. Và đây là cái khiển của em nó. Khiển nó có một chế độ tu này, hẹn giờ này, lớn nhỏ này, chậm này, đây, mình có thể giảm này, tăng lên, tốc độ gió này. Và nó có hệ thống cả luôn là lọc không khí nha các bác, lọc bụi mịn luôn nha. Rất là êm. Trong này, con này thì các bác để trong phòng audio, mình vừa nghe nhạc vừa có một cái không khí nó rất là sạch sẽ. Tại vì nó có hệ thống lọc bụi mịn luôn. Và có chế độ quay luôn nha, quay. Đấy. Con này thì em đang giao là 4.200.000 bao gồm phí ship, bác nào lấy thì alo cho em nha. 4.200.000 bao gồm phí ship, con được này, con về thôi. Nói chung là đẹp xuất sắc. Những con này là hàng về toàn hàng đẹp thôi nha các bác. Được cái là những cái con mà các bác thấy về từng toàn nó sẽ là cái khoảng trống mà tỏa không khí ra thì nó hình rất là hẹp, nhưng mà con này nó rất là rộng, nó tới 40 á. Hơn 40 luôn nha các bác. Nên là cái phần mà các bác nhận được không khí nó rất là rộng nha. Đây. Rất là to, còn những cái dòng khác nó chỉ dọc dọc nhỏ nhỏ thôi. Con này các bác để phòng ngủ là em bé đồ ngủ là rất là tuyệt vời luôn nha. 4.200.000 nha các bác, có khiển đầy đủ nha. Lưu ý là điện 100-110. Hoặc để trong phòng audio là quá tuyệt vời luôn nha. Tem cờ còn đầy đủ hết. Mình có thể tắt chế độ quay. Hẹn chế độ đêm khuya ngủ này, đêm khuya ngủ này. Nó sẽ chạy riu 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 riu. Và tắt chế độ đêm khuya. Mình thử tăng lên. Đấy, còn đây là hẹn giờ này, hẹn 15 phút, 30 phút tùy theo nha. Mình tắt luôn cũng được. Bác nào chốt con quạt không cánh Dyson này thì alo cho em nha. Đường kính tỏa không khí mát lên tới là hơn 40. Và giá con này là 4.200.000. Bác nào lấy thì alo nha. Cao nó là khoảng là 70 các bác. Cao khoảng 70 trở lên. Được cái là em này có đường kính tỏa không khí lên tới 40, hơn 40 nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác. Em mới về được con này thì em cũng lên sóng thông báo các bác nào có nhu cầu về một con quạt không cánh Dyson hàng nội địa Nhật thì alo cho em nha. Dòng này nó chỉ có hàng nội địa nha các bác, kể cả chính hãng Việt Nam nhập về cũng hàng nội địa thôi, nó không có hàng xuất các bạn.